và hệ thống kho lạnh. Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng trở lại và chúng ta sẽ hỏi anh Nguyễn Xuân Minh là một nhà đầu tư, anh quan tâm nhiều nhất đến mảng kinh doanh nào của công ty? Trở lại với chương trình trao đổi về đầu tư trong ngành thủy sản. Thưa anh Nguyễn Xuân Minh, anh là một nhà đầu tư. Khi anh biết đến Hùng Vương, điều đầu tiên anh quan tâm đến là mảng kinh doanh nào? Thật ra khi mà chúng tôi nhìn vào một doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp thủy sản, thì chúng tôi phải bỏ nhiều công sức để đánh giá nhất là cái rủi ro của cái doanh nghiệp đã như thế nào. Và cái điều mà chúng tôi rất quan tâm ở trong Hùng Vương là cái chuyện là Hùng Vương đã có một cái có những cái mảng kinh doanh mà nó có thể liên kết được với nhau, và cái chuyện như thế nó sẽ giảm thiểu rất nhiều rủi ro trong kinh doanh. Anh không bị phụ thuộc quá nhiều vào những nhà cung cấp, anh không bị phụ thuộc quá nhiều vào cái thị trường xuất khẩu vì anh xuất khẩu ra nhiều nơi, và anh chủ động được về cái khâu là tồn kho, anh có kho lạnh riêng của anh để mà anh có thể chủ động được trong cái vấn đề đấy. Thì tôi nghĩ đấy là cái điều mà chúng tôi rất quan tâm, và chúng tôi nghĩ đấy là một cái việc rất nên làm, nhất là cho cái ngành thủy sản của anh Minh. Cái khâu nuôi trồng chẳng hạn, chúng ta đã biết là trong cái thời gian vừa qua thì có rất nhiều cái rủi ro, cũng như nhiều bài báo đã nói về cái chuyện là cái chất lượng cá nuôi trồng không được đảm bảo, do đó là cái hàng mà anh xuất khẩu đi thường bị trả về hay là bị các khách hàng ép giá. Nhưng mà anh Minh thì vì anh có một cái khâu tất cả các mạng kinh doanh nó khép kín như thế nên cái khâu đấy đã được giảm thiểu rất nhiều. Theo anh thì anh kỳ vọng gì về Hùng Vương trong cái thời gian tới, trong cái sự phát triển và đầu tư của Hùng Vương về cái lĩnh vực nuôi trồng rồi chế biến thức ăn, kho lạnh và xuất khẩu? Tôi nghĩ trong bốn cái mảng đấy thì có hai cái mảng mà có lẽ là nó sẽ là cái mảng chủ lực cho Hùng Vương để mà tạo cái sự tăng trưởng về doanh thu cũng như lợi nhuận cho Hùng Vương, đấy là mảng xuất khẩu và cái thứ hai là kho lạnh. Tôi nghĩ là cái mảng về nuôi trồng và cái mảng thức ăn gia súc thì nó chủ yếu là nó để phục vụ cho hai cái mảng kia hơn. Chúng tôi cũng theo dõi Hùng Vương thì Hùng Vương đã bắt đầu phát triển mạnh ra nhiều cái thị trường mới, và đấy đã là một cái nguồn tăng doanh thu và lợi nhuận rất tốt cho Hùng Vương. Cái kho lạnh ở Việt Nam mình, cái kho lạnh cũng đang thuộc loại thiếu, nên đầu tư vào đấy tôi nghĩ là sẽ mang lại rất nhiều hiệu quả kinh doanh. Trước anh có nói chuyện ấy là Hùng Vương chưa xuất vào Mỹ. Tại sao mà một thị trường lớn như thế mà Hùng Vương vẫn đang đứng ngoài cuộc? Nói chung là thị trường nào chúng tôi cũng phải nhập cuộc. Từ năm 2004 cho đến nay, sở dĩ chúng tôi chưa tham gia vào thị trường Mỹ do cái tốc độ phát triển của công ty Hùng Vương. Thì anh thấy là coi giờ năm 2004 cái xuất khẩu của Hùng Vương chỉ có 8 triệu đô la. Năm 2005 18 triệu. Năm 2006 là coi như vậy là 80 triệu. Năm 2007 nó là còn 120 triệu. Năm 2008 là 150 triệu. Và tiếp tục là năm nay chúng tôi giữ được cái tốc độ về vấn đề xuất khẩu. Thì riêng về vấn đề của Mỹ á, thì họ có nhờ khi họ làm một cái review thì coi như vậy là do công ty Hùng Vương cứ phát triển và mở rộng. Thì cho đến nay thì chúng tôi coi như vậy là có 7 nhà máy chế biến trong vòng coi như 5 năm. Thì không thể nào mà coi như vậy chúng tôi coi như vậy là cái làm cái review rồi coi như vậy là ODC của Mỹ mà vô là coi như họ không chấp nhận. Nghĩa là họ chưa kịp review xong thì anh đã thay đổi. Coi như lại là có nhà máy mới nữa rồi. Thì do đó mà coi như sau cái năm 2009 khi mà cái cơ cấu tổ chức Hùng Vương ổn định là lúc mà coi như đầu năm 2010 chúng tôi sẽ có cái tham gia vô cái thị trường Mỹ. Thì quan điểm của chúng tôi á, là coi như vậy là mở rộng nhiều thị trường thì nó sẽ giảm thiểu về những đề rủi ro. Thì tôi cho rằng cái thị trường Mỹ mà coi như là cũng là một cái thị trường mà có tiềm năng, mà cái tiềm năng này là hết khai thác được rồi. Tại vì con cá chúng ta là đã thâm nhập vào coi như thị trường Mỹ tới nay trên 10 năm thì nó mang cái tính chất là coi như bảo hòa. Theo anh Minh là anh có đồng ý với quan điểm này không? Anh nghĩ là nên vào một thị trường quen thuộc, con cá ba sa của Việt Nam đã được biết đến, hay là anh muốn doanh nghiệp mà anh đầu tư liên tục đi khai phá những thị trường mới lạ?
Tôi nghĩ là phải có sự hài hòa của hai thị trường. Cái thị trường ổn định thì nó sẽ tạo cho anh một cái sự ổn định trong doanh thu lợi nhuận, và những cái thị trường mới sẽ là những cái bước đột phá của anh. Nhưng mà cũng lại quay lại với anh Minh là tùy thị trường thì cái mức độ lợi nhuận mà anh xuất khẩu cá qua nó có lớn hay không. Ví dụ như là tôi muốn hỏi, ví dụ như anh xuất khẩu vào châu Âu hay là vào Nga thì cái tỷ suất lợi nhuận nó có lớn hơn không? Hoặc là nếu một số doanh nghiệp khác như tôi thấy là xuất khẩu vào Mỹ thì nếu mà chỉ nhìn vào chỉ số tài chính không á, thì tôi thấy hiện tại Hùng Vương á, cái lợi nhuận trên doanh thu cao, thì tôi muốn hỏi là lý do tại sao? Nó có mấy cái nguyên nhân mà chúng tôi cũng có thể là coi như nói thẳng luôn là không có dấu bài. Thứ nhất là phải nói là cái lực lượng lao động của chúng tôi 6 năm nay coi như không biến động. Có biến động nhưng mà cái tỷ lệ coi như vậy là không đáng kể. Tới cái tỷ lệ coi như cái dao động trong năm là coi như chưa tới 5%. Thì đầu tiên chúng tôi có thể xác định là cái chính sách, cái lương, rồi chính sách về vấn đề mà coi như vậy là cho cái người sản xuất. Cái thu nhập của cái người lao động từ cái khởi điểm của năm 2003 chỉ thu nhập bình quân là coi như 1,2 triệu một tháng. Thì cho đến nay cái thu nhập của đầu người mà cái lao động thôi, lao động đơn thuần thôi, thì chúng ta thu nhập là coi như là trên 4 triệu đồng một người một tháng. Ngoài cái thu nhập này ra thì có những cái chính sách khác. Cái vấn đề thứ hai là chúng tôi có một cái quản lý về vấn đề khép kín. Ở đây tôi cũng muốn nói rõ tại sao chúng tôi coi như phải đầu tư mà nuôi trồng. Một là vấn đề sản phẩm nó tốt, cái thứ hai định mức trong chế biến. Nếu mà chúng tôi mua hoài có thể là coi như 3 kg cá nguyên liệu mới ra được ký thành phẩm, nhưng mà cái nuôi trồng của tụi tôi chỉ có 2,7 kg nguyên liệu có thể ra được ký thành phẩm. Đây là cái lợi thế cạnh tranh. Ở đây tôi muốn nói là một cái quá trình, đây là một cái quá trình đầu tư lâu dài. Không phải là một cái đơn vị nào mà muốn có một cái quá trình để mà đầu tư như vậy là được. Anh thấy cái giá bán cá của anh vào những cái thị trường Đông Âu hay Châu Âu so với giá bán của một số cái doanh nghiệp khác vào thị trường Mỹ thì anh thấy giá bán nó có chênh lệch nhiều hay không? Cụ thể là năm 2008 thì coi như có cái sự chênh lệch. Thí dụ chênh lệch thị trường Mỹ nó có cao hơn cái thị trường Châu Âu. Nhưng mà gần đây á thì coi như vậy là nó có rất nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ra. Tôi cho rằng cái giá cả hiện nay nó có mang cái tính chất là coi như là nó ngang bằng với nhau. Chứ không phải là cái thị trường nào mà coi như là giá tốt thị trường nào giá xấu. Tiền nào của đó, tôi dùng cái từ là tiền nào của đó. Có thể là anh nhìn vô cái giá xuất của thị trường Mỹ anh thấy cao. Nhưng mà cái tỷ lệ nó chỉ cho phép coi như vậy là có mà băng có 2% cho tới 5% thôi. Và cái đòi hỏi của nó về vấn đề mặt coi như cái định hình, rồi về mặt coi như màu sắc, họ đòi hỏi cao hơn. Thì những cái thị trường truyền thống đều có những cái lợi nhuận chênh lệch không đáng kể. Trừ ra những cái thị trường mới là những cái thị trường phải khai phá, thì cái lợi nhuận có thể là coi như bằng không hoặc là thấp hơn để mở rộng. Đó là trong cái quan điểm kinh doanh của từng doanh nghiệp. Chúng ta vừa có một cuộc trao đổi khá lý thú với anh Dương Ngọc Minh từ công ty cổ phần Hùng Vương và anh Nguyễn Xuân Minh từ công ty quản lý quỹ Việt Nam Asset Management, và chúng ta đã thấy những câu chuyện rất lý thú về bên trong của ngành thủy sản, những mảng kinh doanh của ngành thủy sản và những ngành kinh doanh khác nhau mang lại những lợi nhuận như thế nào. Chắc chắn chúng ta sẽ cùng trở lại trong chương trình sau để chúng ta cùng thảo luận xem ở góc độ một nhà đầu tư, anh Minh đã tìm đến ngành thủy sản và anh đã thẩm định đầu tư vào trong ngành thủy sản như thế nào.